Yeah. He's walking. Yeah. He's a miracle. Này mua thêm một cái nha. Một cái vàng sắc cho nó phòng hơn kia thì chồng với ô kia thì nó mất nghe.
một cây to tướng dài như trồng ô nào đấy. Trồng hết ở đây luôn. Đây, bớt đây. Chưa. Đi. Còn cái ghế kiếm cái ghế nhá. Ghế ở mấy hải trong là cầu. Cầu là mấy ra ngoài chứ cầu đi. Ghế ở đâu? Ra ra. Đấy, quay ra ra ra. Ở đây không ăn về đây. Ai đang lấy cái ghế đâu hả? Đã biết đâu được. Thế giới này tất vàng. Cầu đâu? Ra cà ra. Wow.
cục rồi. Thank you.
4 cái mướp nữa. Bầu 2 ô kia là vừa hết. Không có dư. Không dư cái gì qua. Cái này nếu mình mua nhiều quá thì mình có ít hả? Mình trồng 2 cây thôi. Mình cắt được lỗ to. Anh đất đây nó nhiều quá thì anh xúc bớt, anh vắt vào cái thùng này tí, mang lên 2 cái ô ngoài này đổ, đổ vào cho nó đầy ô, đổ thêm đất mới ở trên mình trồng. Anh vươn rồi kia, vươn hết đây xong đổ kia. Đất trở nên ngon không? Có cái miếng như nhà em muốn á, cái miếng trắng trắng đấy, răng nhựa ấy, nó mua ở mình bây giờ nó ấy trắng. Oh.
cây nhà chồng em cho ít đất mới quá, từ nãy giờ chưa hết là bao thấy không? Không cho một tí là đất cũ ra nhỉ. Đây đây ô này đây, đấm đây. Thank you.
dài đâu hết rồi. Nó mọc không? Nó thả đến nó giấu đây này. Bí hả? Nước. Còn nước nữa đâu? Thank you.
mấy cây nào mà nó mà không có tương lai thì mình để ra cái góc khác đó, dành riêng cho để mấy cái nó nở sẵn to trước đây. Đây, cái nước trồng hết cây mà. Còn cái mớt to kia, cái to tướng dành cái nước thật ngon đấy. Hả? Thế cái ổ là dành cái nước đấy, phải để cho nước thật ngon. Ok đấy, ta nghĩ. Sâu được cái đấy. Bao nó hết rồi hả? Đất đi, đất đi. Thì vua là ai đào vậy thôi chứ mẹ phải đổ đất rồi chữa đi. Chứ anh làm về khó lắm, làm sâu quá luôn. Now the Paris and
Thank you.